Đầu tiên là bên tay trái chúng ta, đó là khách sạn Owayo Holiday Hotel 270 Lý Tự Trọng. Đối với những khách sạn tên tiếng Anh thì có thể em phát âm không đúng, nhưng mà em sẽ để thể hiện thông tin trên màn hình các anh chị đang xem ha, và giá cả ở đây luôn. Và bên tay phải chúng ta đó là khách sạn một sao, khách sạn Lan Linh Thiên Hoa. Có 3 căn 200 202 204 Lý Tự Trọng. Đó là khách sạn Lavender Beauty Queen, khách sạn 4 sao nè, rất là lớn ở con đường Lý Tự Trọng này. Và đây là khách sạn Elegant. Đối với những khách sạn tiếng Anh thì có thể phát âm sai, nhưng mà bà con mình thông cảm nha, bị bà con la hoài ngại quá. Ở số 289 291 Lý Tự Trọng. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là ngã 6 Phù Đổng, cũng là ngã 6 Sài Gòn năm xưa. Nơi đây là có Bùng Binh, cũng là ngã Bùng Binh Ngô Tùng Châu ngày xưa đó. Theo thẳng hướng camera mình sẽ đi về Lê Văn Duyệt, rồi Võ Tánh, rồi Ngô Tùng Châu, Lê Thị Riêng. Và hôm bữa chúng ta có thực hiện cái video đi dạo bên đường Phạm Hồng Thái, cặp bên hông cái cà phê Starbucks, và đi đến đi ngang qua những khách sạn. Và theo thẳng hướng này mình sẽ đi về chợ Cầu Muối, cầu Ông Lạnh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xuất phát từ vị trí này đi đến con đường Gia Long, thể theo yêu cầu của cô chú anh chị, để đi đến khách sạn, đến những khách sạn nằm trên con đường Gia Long này. Và chúng ta đợi bắn xe mình qua đường. Thì đối với khu vực chợ Bến Thành này thì những khách sạn ở vị trí đường Gia Long và Bùng Binh Ngô Tùng Châu này thì giá cả tầm trung bình dưới 2 triệu 500 1 triệu, rồi 1 triệu rưỡi 2 triệu đồng Việt Nam thì chúng ta có một phòng một đêm. So ra những khách sạn này thì nó rẻ so với các nước trong khu vực, ví dụ như Singapore, cái phòng nó không có lớn, cũng mang tầm 3 sao mà một đêm tới 2-3 triệu rất là cao ha, là phòng 2 người. Còn hai vợ chồng một đứa trẻ nữa thì là khác nữa. Tại vì em cũng có đi bên Singapore rồi ở những cái khách sạn đó, nên thật ra mình so sánh với Sài Gòn mình thì Sài Gòn mình thì rẻ hơn. Thì nếu mà các anh chị ở dài hạn, ví dụ ở một tuần, một tháng hay là 2 tháng thì mình ở những cái apartment nó rẻ hơn, những căn hộ cho thuê đó, hoặc là những khách sạn mini giá tầm 200-300 ngàn một đêm thì tính ra một tháng khoảng 10 triệu thì có khoảng 500 đô thôi, rất là rẻ. Rồi bây giờ mình đợi bắn xe mình qua đường nha. Nơi đây là giao lộ của Phạm Hồng Thái, rồi Gia Long, Lý Tự Trọng, Lê Văn Duyệt, Cách Mạng 8, rồi Ngô Tùng Châu, Lê Thị Riêng và Võ Tánh, Nguyễn Trãi. Sở dĩ em nói những cái cung đường xưa và nay để tất cả cô chú anh chị và các bạn ta cùng hình dung. Tại vì có những cô chú đi ở nước ngoài từ rất là lâu rồi, nên thành ra những cái tên đường này đã thay đổi, chúng ta không có hình dung được. Và những cái anh chị ở các tỉnh khác khi đến Sài Gòn thì mình cũng hình dung được cái tên mới. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đầu đường Lý Tự Trọng, cũng là đầu đường Gia Long ngày xưa. Thì bên đường là một cái quán pizza, pizza rib.
và kế đến thì có một cái cao ốc chuẩn bị xây lên. Và đối với con đường Gia Long này thì bán rất là nhiều xe máy. Và đối với ngày xưa con đường này cũng là con đường đắt giá ở Sài Gòn. Nơi đây cách vị trí chợ Bến Thành khoảng 300-400 mét thôi. Đi về cách cửa Bắc chợ Bến Thành khoảng 300-400 mét. Chúng ta thấy có rất nhiều du khách người Pháp. Sài Gòn bây giờ là khoảng 7:30 và nhiệt độ khoảng 26 độ. Hôm nay Sài Gòn mát mẻ, không mưa, cũng không có nắng lắm, nên thật ra chúng ta tiếp tục đi dạo ha. Thì ở đây rất là nhiều khách sạn. Đầu tiên là bên tay trái chúng ta, đó là khách sạn Ohio Holiday Hotel 270 Lý Tự Trọng. Đối với những khách sạn tên tiếng Anh thì có thể em phát âm không đúng, nhưng mà em sẽ để thể hiện thông tin trên màn hình các anh chị đang xem ha. Và giá cả ở đây luôn, tại vì mỗi khách sạn mỗi giá, nên thành ra em không nhớ hết. Thiết kế khách sạn phía trước là những cái lỗ nhìn rất là đặc biệt. Và kế bên có cửa hàng xe gắn máy, rất nhiều cửa hàng xe gắn máy gần đây luôn. Và bên tay phải chúng ta đó là khách sạn một sao, khách sạn Lan Linh Thiên Hoa. Ở số 313, 311 Gia Long. Và kế bên là A25 Hotel 309, 309 Lý Tự Trọng. Khách sạn này là không có để sao. Bên này cũng có Ohio nữa nè. Bên là 305 Lý Tự Trọng. Với những khách sạn này thì có thể có những cô chú anh chị đã từng ở, và nhân dịp ngày hôm nay chúng ta lại có dịp mình nhìn lại những khách sạn này ha. Và biết đâu trong ngày mai chúng ta sẽ book tiếp ở những khách sạn này. Và đây là những hình ảnh để các anh chị và các bạn có thể tham khảo, hoặc là cô chú anh chị ở các tỉnh khác, khi mà mình đến Sài Gòn thì mình muốn ở những cái vị trí trung tâm Sài Gòn thì mình cũng có những thông tin để mình tham khảo. Và đây là khách sạn Elegant. Đối với những khách sạn tiếng Anh thì có thể phát âm sai, nhưng mà bà con mình thông cảm nha, bị bà con la hoài ngại quá. Ở số 289, 291 Lý Tự Trọng, nhìn cũng rất là sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Chúng ta tiếp tục nha. Đối với đoạn này mình có cái có con đường rất là ngắn, đó là con đường Đặng Trần Côn. Và trong con đường này cũng có những khách sạn. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi vào con đường đó ha. Nếu mà các anh chị bạn ở gần đây thì nó cũng gần với chợ Bến Thành, rồi gần với những cái điểm ăn uống như là bánh mì Quỳnh Hoa, rồi bánh mì thịt nướng ở hẻm 39 Nguyễn Trãi, công viên 23 tháng 9 để mình tập thể dục. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Đặng Trần Côn và Gia Long. Mình sẽ đi một đoạn trong cái đường Đặng Trần Côn này, rồi chúng ta sẽ quay lại đường Gia Long nha. Bây giờ mình chờ vắng xe mình qua đường cũng được. Ở đây không có đèn xanh đèn đỏ nên thành ra rồi
À, và đầu đường đó là cái shop tiện lợi Cycle K. Và đầu đường bên đây thì có những quán nhậu ngồi rất là mát ha, ngồi vỉa hè rất là mát. Đặc trưng của Việt Nam là ngồi vỉa hè. Đối với con đường này những cái phòng ở đây tầm 400-500 ngàn, 300-400 ngàn. Và hôm nay mình có dịp đi đến đây để xem an ninh khu vực này thế nào ha. Con đường này thì cũng không có nhiều khách sạn lắm đâu, chỉ có một vài cái thôi. À, con đường này cũng có rất là nhiều nhà xưa nha. À, phòng cho thuê đây nè, mức số 10 Đặng Trần Côn, phòng cho thuê Quý Thành. Nhà này có 1, 2, 3 lầu. Rồi mình sẽ đi tiếp tục. Thẳng bên kia là con đường Nguyễn Du. Con đường này tương đối vắng vẻ và yên tĩnh. Và tới đây là hết đường rồi. Bên kia là đường Nguyễn Du rồi. Thôi chúng ta quay lại. Nói chung con đường này em chỉ thấy có một cái phòng cho thuê thôi. Có lẽ bây giờ ở đây người ta đã trả mặt bằng hoặc là sang sửa lại hết rồi. Thay đổi quá. Đối với con đường này thì nhà cũng rất là mắc chứ không có rẻ. Tại vì nằm ở trung tâm Sài Gòn, với lại nằm ở địa thế rất là gần với chợ Bến Thành. Và ở đây chúng ta thấy có một cái chung cư, là chung cư thời xưa nè. Cái hẻm đối diện cái phòng cho thuê Quý Thành lúc nãy. Và đây có một cái khách sạn Blessing Central Hotel ở số 4 Đặng Trần Côn. Phòng này, nhà này thì có 1, 2, 3 lầu. Ở đây thì khách sạn không có lớn lắm, ngang khoảng chừng 4m, 3,5m, 4m. 3,5m nhân 6m. Tại vì cái nhà nó sâu vô khoảng 14-16m. Nên cái phòng chúng ta có khoảng 3,5m cho tới 3,5m 6m. Rồi bây giờ chúng ta ra lại cái đường Lý Tự Trọng và mình sẽ qua đường để đi tiếp một đoạn nữa. Để mình xem ở cái đoạn kia coi có khách sạn gì không ha, khách sạn nào nữa không ha. Thì nãy giờ mình cũng đi qua đúng được mấy khách sạn rồi. Rồi giờ chúng ta tiếp tục nha. Và mình nhìn lại con đường lúc nãy mình vừa đi qua nè. Cung đường Đặng Trần Côn và đầu đường có cái quán nhậu 236, ban ngày bán xe máy, buổi tối thì bán quán nhậu. Đối với con đường này cũng có rất là nhiều cái spa hay là những cái shop nail rất là lớn. Như đây có shop nail The Nail Garden, The Nail Garden. Số 263 Lý Tự Trọng. Và chúng ta tiếp tục
Ở đây có salon tóc Khôi ở số 259 Lý Tự Trọng. Tiệm tóc làm hoành tráng chưa. Và con đường này đặc trưng của đoạn này rất là nhiều xe máy buổi sáng, và buổi tối chúng ta đi nhìn thấy rất là nhiều ánh đèn của những biển hiệu khách sạn. Hai cái hình ảnh nó khác nhau ha. Một buổi sáng thì không có nhiều đèn nhưng mà có rất là nhiều xe cộ. Và bên đây, bên trái chúng ta có khách sạn The One Hotel, số 230 Lý Tự Trọng. Đối với khách sạn này chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4 tầng. Và kế bên có một cái nhà hàng. Nhà hàng cũng nhỏ, bán cua, phương cua. Đối với Thanh Đa thì có phong cua, ở Lý Tự Trọng thì có phương cua, miếng cua 228 Lý Tự Trọng. Và kế bên 224 có hệ thống của Red Door, khách sạn Trường Thịnh Hotel. Ở dưới là cho thuê bán shop quần áo nè. Và ở trên là khách sạn. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Bên tay trái chúng ta, bên tay phải chúng ta đó là con đường Lê Anh Xuân. Đi thẳng hướng này mình sẽ ra đường Lê Lai, khách sạn New World. Cuối đường là khách sạn New World. Con đường Lê Anh Xuân này có khoảng chừng 100-200 mét thôi. Con đường này rất là mát. Và đi tiếp một đoạn nữa, chúng ta sẽ dừng lại tại cái đường Thủ Khoa Quân. Và cái đoạn này cũng có rất là nhiều khách sạn lớn nè. Như bên tay trái chúng ta có khách sạn có 3 căn 200, 202, 204 Lý Tự Trọng. Đó là khách sạn Lavender Beauty Queen, khách sạn 4 sao nè, rất là lớn ở trên đường Lý Tự Trọng này. Và về đêm khách sạn cũng trang trí đèn rất là sang trọng ha. Đối với khách sạn này thì giá khoảng có phòng thì cỡ 2 triệu, có phòng thì hơn 2 triệu. Tùy theo dịch vụ chúng ta lựa chọn ha. Em sẽ để cái giá nằm ở trên khung màn hình các chị xem. Và đối diện khách sạn thì có cái nhà đang sửa lại và chuẩn bị không biết mở công ty gì đây hay cửa hàng gì đây. Chắc có lẽ khu này thì mở cửa hàng dịch vụ du lịch hoặc là xe máy thôi. Và con đường này, và đến đây là giao lộ đường Trương Định và đường Lý Tự Trọng. Và khách sạn Lavender của chúng ta nằm ở vị trí giao lộ Lý Tự Trọng và Trương Định. Chúng ta nhìn qua bên trái nè, nhìn lại khách sạn lần nữa ha. Và cái mặt gốc của khách sạn là cái nhà hàng sushi, với cái thiết kế rất là đặc biệt, cái hoa văn rất là sang trọng, rất là hoành tráng. Và chúng ta đi bộ theo hướng này là mình sẽ đến cái đường Nguyễn An Ninh, cửa Tây chợ Bến Thành. Xe rất là nhiều luôn. Con đường này một chiều ha, chúng ta không có chạy xe được, mình chỉ đi bộ thôi. Và bên đường có cái quán mì udon, mì của Nhật.
buổi tối rất là đông. Một phần mì udon đó ở Sài Gòn này thì có giá khoảng 200 mấy ngàn. Để em xem cái thực đơn cái này như thế nào. Ồ, không có mắc, đây bán không có mắc. Mì udon 79 ngàn. Mì udon thịt heo cay 85 ngàn, 65 ngàn. Ồ, ở đây rẻ, ở đây không có mắc. Giá bình quân là khoảng 60-70 cho tới 100 ngàn thôi. Rất thích hợp với các anh chị và các bạn. So với hủ tiếu gõ thì giá thành nó sẽ cao hơn, nên các anh chị đừng có so sánh nha. Rồi với lại nếu mà chúng ta so với nước ngoài thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nói chung những cái vị trí mặt bằng ở đây thì giá rất là cao, nhất là những cái vị trí mặt bằng ở mặt tiền và ngay góc đường thì giá sẽ rất là cao hơn nữa, nên bà con cũng thông cảm. Nhưng mà dù sao thì nếu chúng ta thưởng thức được một cái món ngon thì cũng cảm thấy xứng đáng. Oh, đây có cái shop quần áo Phoenix nè, nhìn làm như cung điện vậy đó. Và kế bên có một cái Adora Hotel nè. Đang cho thuê tầng hầm. Thường thì những tầng hầm của những khách sạn này đa số họ thuê để làm spa hay là làm nail á. Ồ, đây có nhà hàng ăn tối kế bên khách sạn Adora. Có nhạc nhẹ buổi tối nữa. Ở dưới thì bãi xe, cầu thang, có cầu thang bên phải lên lầu. Và đây có cái cửa hiệu quần áo Speedo ở số 158 Lý Tự Trọng. Đồ thể thao thôi, đồ bơi lội. Và kế bên có một cái hẻm ăn vặt. Hẻm ăn vặt này cũng rất là nổi tiếng. Và kế bên có khách sạn Anh Và Em đó nè. Khách sạn rất là nổi tiếng, rất là nhiều hệ thống ở đây. Ở cửa đông chợ Bến Thành cũng có một cái. Và con hẻm ăn vặt của chúng ta là con hẻm này ha, mình vô xem thử. Hẻm 177 Lý Tự Trọng. Để mình xem ở đây bán cái gì. Hủ tiếu, rồi phá lấu, rồi trái cây. Ông nghĩa kho. Và đây là cuối hẻm rồi. Thôi mình quay trở ra nha. Dạo một vòng cho các anh chị các bạn xem để biết bên trong đây bán cái gì. Hẻm 177, nếu các anh chị và các bạn ở khu vực khách sạn
khu vực này thì chúng ta có thể vào đây để ăn vặt một số món nhẹ nhẹ, lấy cảm giác. Để chúng ta xem ở đây còn khách sạn nào nữa không ha. Tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều, nhưng mà video thời lượng cũng rất là dài rồi, nên thành ra cô chú anh chị thông cảm. Và chúng ta nhìn bên tay trái, số 140 Lý Tự Trọng, đó là khách sạn Golden Hotel. Khách sạn này thì 4 sao, nằm ở vị trí cách trung tâm chợ Bến Thành khoảng chừng 300m. Ồ, rất là cao nha. Và từ đây chúng ta đi đến chợ Bến Thành khoảng chừng 3 phút đến 5 phút nếu đi bộ. Và trước mặt chúng ta đó là đường Thủ Khoa Huân đi về cửa Bắc chợ Bến Thành. Và video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và xây dựng nên một nội dung thể theo yêu cầu của tất cả các anh chị. Một nội dung mà có rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Những nội dung cũng được xây lên bởi những cái comment của cô chú anh chị. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả bà con mình đã luôn quan tâm theo dõi. Và bên tay phải chúng ta có khách sạn Hà Hiền Sai Nồn. Ở số 145 Lý Tự Trọng. Và bây giờ thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ mình nhìn cùng nhìn lại cung đường chúng ta vừa đi qua nè.